trong vai Đăng Minh của phim Giảng Đường Đồ Ngốc Thanh Xuân, Em Yêu Anh. Dạ, cái nhân vật của em là một chàng trai nhà giàu thì thích khoe khoang, như là nhân vật Seiko trong chuyện Doraemon vậy đó. Bữa ra mắt ngày hôm nay thì Phong với lại Thanh á rất là hồi hộp, không biết là bộ phim của mình sẽ được các bạn cũng như là quý vị khán giả đón xem cũng như là đón nhận như thế nào. Minh Huy rất là ngờ nghệch, ngô nghê và cứ dạng như là ngốc. Còn ngoài đời Phong thì không phải là một dạng người như vậy, nhưng mà khi mà nhận vai thì mình phải biết hóa thân vào nhân vật. Còn vai của Thư Nghi là một cô bé Suka rất là đáng yêu và dễ thương, nhưng mà cảm nhận của Lan Thanh á trong vai Thư Nghi thì sẽ như thế nào? Cảm nhận của em về vai Thư Nghi, đối với em vai này cũng giống như tính cách của em vậy á, nên em thấy rất là dễ diễn, không có khó khăn gì với em hết. Hồn nhiên và xinh đẹp đúng không? Dạ. Xin chào mọi người, mình là Khánh Ngô, cũng có thể gọi mình là Vita. Mình là trong phim mình là Khánh Dương, là người lạnh lùng, sói ca,